Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Một ngày mới, một tháng mới luôn luôn an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, một năm luôn luôn được gặp nhiều các cái điều tốt lành. Hôm nay công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai vừa xong được một bức tranh rất là đặc biệt. Bức tranh này chưa làm bao giờ và đây là lần đầu tiên duy nhất đã làm xong một bức tranh rất là quý bằng gỗ mun. Xin mời quý khách hãy theo chân Hướng Mai xem bức tranh nó như thế nào. Đây là một bức tranh mà hôm Hướng Mai vào trong nhà máy thì thấy là nó vô cùng là đẹp khi mà nó được những người nghệ nhân xẻ ra. Tấm gỗ nó rất là đẹp bằng gỗ mun. Cái bộ tranh này thì tên là chữ Phúc. Chữ Phúc, phúc đầy nhà năm thêm giàu có, phúc ngập tràn ngày một vinh hoa, phúc sinh tài đức gia đình thịnh, phúc đến vinh hoa phú quý sinh, gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy. Bên trong của cái bức tranh này thì là được những cái hàng chữ rất là đẹp bằng gỗ mun. Gỗ mun thì những gia đình mà họ có toàn bộ bàn ghế bằng gỗ mun thì đây là một cái bức tranh rất là đẹp, com lách. Khi mà đặt để vào trong ngôi nhà thì quý khách sẽ thấy là ngoài cái việc là nó có một chữ phúc rất là to đẹp, người ta bảo là tâm tương ưng, tức là mình mong cầu cái gì thì mình sẽ có những cái đấy để trang trí trong ngôi nhà nhà mình. Ví dụ mình mong cầu là có chữ phúc, gia đình có phúc thì mình sẽ đặt để chữ phúc vào trong nhà. Nó cũng giống như là trong cái luật hấp dẫn, nó gọi là tự kỷ ám thị đấy. Và những cái câu như là phúc đầy nhà năm thêm giàu có, phúc ngập tràn ngày một vinh hoa, thì nếu như nhà có con cái cũng như là một cái bài thơ răn dạy, tức là luôn luôn các bạn nhìn thấy và các bạn cảm thấy là mình cần phải sống thế nào mà có phúc có đức, làm thế nào mà để trợ gia đình có được đầy đủ những cái này, thì cái này đấy là Hướng Mai nghĩ là nó rất là tốt. Đặc biệt là có thêm cả hàng chữ là gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy, và làm bằng gỗ mun thì nó rất là hiếm. Gỗ mun bản chất nó rất là vip và nó có một cái màu nó sang trọng, nó quyền lực, nên là và cái giá trị của gỗ mun thì là một trong cái giá trị mà gỗ nhóm một hàng quý hiếm nhất. Ngày trước là gỗ mun đắt hơn gỗ chắc, tức là cứ 30 triệu một bộ bàn ghế gỗ mun thì chỉ có 20 triệu một bộ bàn ghế gỗ sắc thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì gỗ sắc đã đắt hơn rất là nhiều. Vậy nên là gỗ mun chỉ sau mỗi gỗ sắc thôi và rất là quý. Cái khuôn tranh của cái bức tranh này thì được làm rất là dày to và được đục các cái bốn cái con rơi, năm con rơi gọi là ngũ phúc năm môn, tài lộc đến từ năm cửa, còn lại là những cái chuyện 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 vạn phúc vạn lộc vạn thọ, hay là tứ quý bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông. Còn cái này là cái cuốn thư như là con cái học hành thành đạt, như là cái tấn phong của triều đình ấy, nên là nó rất là tốt cho cả những gia đình mà gọi là quyền lực, hoặc là những cái bộ như thế này, thì nó tạo nên một cái bức tranh nó vô cùng là tuyệt vời. Nó vừa đẹp đẽ, nó vừa sang trọng, nó vừa quý giá, nhưng mà nó lại hội tụ được hết tất cả những cái tinh hoa như là quyền lực, hay là bốn mùa xuân hạ thu đông, hoặc là ngũ phúc lâm môn. Nhưng mà cái giá trị nhất thì Hướng Mai nghĩ là cái chữ phúc và cái bộ chữ như là gia phả để răn dạy cho con cháu. Và cái màu mun này thì nó rất là quyền lực, đặc biệt là những gia đình mà có toàn bộ bàn ghế gỗ mun rồi, hoặc là những cái sản phẩm mà đã có ở gỗ mun rồi, thì ngay lập tức ngồi những cái bức tranh này và để cho nó con lấy cái căn phòng của mình. Bức tranh chữ phúc nó rất là hiếm. Nếu như làm bằng gỗ hương thì rất nhiều người làm, nhưng mà làm bằng gỗ mun thì thật là hiếm. Hướng Mai thì có một khách hàng ở Thái Bình. Em ấy là người mà khi mà đặt để hết tất cả các cái sản phẩm bằng gỗ mun rồi thì nói là bằng mọi giá chị phải làm cho em một chữ phúc bằng gỗ mun để nó connect, cho em không thể là kê chữ gỗ hương được. Thế và vì
nhu cầu của khách hàng nên là Hương Mai đã làm ra và làm xong thì treo lên nhà em rất là đẹp. Và cuối cùng thì tiếp theo bảo thôi quyết định là làm tiếp để bày bán ra. Và bây giờ thì bức tranh này là bức tranh được bày bán tại công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hương Mai. Và kích thước của nó là 67 phân, dài 1m27. Đây là, và nó rất là dày, nó dày phải đến 6 phân, gỗ mun của Lào. Đây là một bức tranh rất là đặc biệt và hiếm có, vô cùng là VIP. Nhân dịp một tháng mới, tháng 4, Hương Mai xin, cũng là ngày sinh nhật của Hương Mai, mùng 1 tháng 4, Hương Mai xin được gửi niệm lành cũng như là chúc toàn thể gia đình quý khách có đầy đủ năm điều chúc của Đức Phật, sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Xin được trân trọng gửi lời cảm ơn cũng là biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách đã comment cũng như là like trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hương Mai. Xin được tri ân quý khách cũng như là biết ơn toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách sức khỏe và trí tuệ. Xin chào, xin cảm ơn.